Xin chào cả nhà, mình lại gặp lại các bạn trong buổi tối thứ bảy ở trên kênh YouTube và Facebook cũng như là fanpage của Thái Thùy Linh. Thì hôm nay mình có thay đổi một chút về cái vị trí ngồi hát ở trên đồi. Ở cái khu mà mình đang ở thì có rất là nhiều các cái góc đẹp, nhưng mà nó lại chỉ đẹp nhất vào ban ngày thôi. Rất là tiếc vì không khoe được mọi người những cái cảnh rất là đẹp ở trên cái quả đồi này. Nhưng mà đây là một cái góc khác mà mình đang ngồi cạnh một cây khế. Mọi người thấy không? Đó, cái cây khế lớn khá là đẹp, nhưng mà nó chỉ có một cái cành chìa vào đây thôi. Ngồi đây rất là thú vị. Vào buổi chiều ấy thì mình thường ngồi đây cùng với các bạn nhỏ và một đàn chó. Ngồi đây để nhìn ra xa, để ngắm núi Ba Vì ở phía này. Hôm nay có một thông tin vui hơn một chút, đấy là có một số các cái đội nhóm tình nguyện đã làm một cách rất là thần tốc được một số cái mũ mà có cái kính để kính bằng mica đấy, cái mũ chống giọt bắn, và để gửi cho Quảng Trị. Và chúng mình hy vọng là trong một vài ngày tới đây thì cái chuyến hàng tình nguyện dành cho Quảng Trị sẽ sớm được lên đường, và tất cả những cái sản phẩm mà ủng hộ cho các chiến sĩ ở tuyến đầu chống Covid sẽ được sớm đến tay người nhận. Thế và như là đã hẹn với cả nhà thì hôm nay Linh sẽ hát một vài bài. Linh chọn nhạc sĩ Thanh Tùng để làm cái người tác giả sẽ đồng hành với mình trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì là trong những cái ngày này thực sự là cũng rất là khó để mà hát những cái bài nó quá tưng bừng, nó quá vui tươi. Bởi vì là chúng ta vẫn đang trong những cái ngày hạn chế, đúng không ạ? Hạn chế cái việc đi lại, và nhiều nơi thì đã giãn cách xã hội, thậm chí là có nhiều vùng đã bị cách ly. Cho nên là Linh muốn là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với nhau một cái chút năng lượng rất là tích cực. Mình không có quá vui nhưng mà mình cũng không có quá bi quan. Và mình sẽ hãy để cho âm nhạc sẽ cùng xoa dịu tâm hồn của chúng ta. Và ba bài hát mà mình trình bày trong buổi tối ngày hôm nay thì ca khúc đầu tiên sẽ là một bài mà chắc chắn là rất nhiều người ở lứa tuổi của chúng mình thuộc, và cả những cái bạn trẻ hơn chắc là cũng nhiều người biết ca khúc này, Giọt Nắng Bên Thềm của nhạc sĩ Thanh Tùng. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi anh không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi. Rồi đã rêu phong, rồi đã chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên. Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên. Trả lại cho tôi, trả lại cho anh, trả về hư không giọt nắng bên thềm. Vẫn hồng trước sân nhà tôi,
chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Khi thấy buồn anh cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Sỏi đã rêu phong, sỏi đã chưa quên chân người. Bài hát rêu phong giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên. Bài hát tìm trong khói thuốc từng ngày bình yên. Bài hát tìm trong mắt biếc từng chiều hoàng hôn, trả lại cho anh còn lại trong tôi chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Bài hát tìm trong khói thuốc từng ngày bình yên. Bài hát tìm trong mắt biếc từng chiều hoàng hôn, còn lại trong tôi, còn lại trong anh chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Trả lại cho tôi, trả lại cho anh, trả về hư không giọt nắng. Thầm ngoài hiên bao đêm tôi đã một mình nhớ em, đêm nay tôi lại một mình. Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo tơi trời đổ cơn mưa, bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa. Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió sương mòn cả hai vai, đôi chân tranh vênh con đường nhỏ, nghiêng nghiêng bóng em gầy. Vâng em còn lại tôi với tôi, lá khô mùa này lại rơi. Thương em mênh mông chân trời lạ, bơ vơ trốn xa xôi. Vâng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về.
vội vàng trong nắng trưa, áo tơi trời đổ cơn mưa. Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa. Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió sương mòn cả hai vai. Đôi chân tranh vênh con đường nhỏ, nghiêng nghiêng bóng em gầy. Vắng em đời còn tôi với tôi, lá khô mùa này lại rơi. Thương em mênh mông chân trời lạ, bơ vơ chốn xa xôi. Vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về. Gió ngẩn ngơ ngoài hiên, mưa nhớ gì, mưa thì thầm ngoài hiên. Bao đêm tôi đã một mình nhớ em, đêm nay tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em.
Linh hát hơi ít một chút. Nhưng mà quan trọng là cái thông điệp của ngày hôm nay muốn gửi đến mọi người. Đầu tiên là thông điệp Linh nghĩ rằng là dường như là chú Thanh Tùng muốn gửi cho Linh. Đời cho ta lời ca hát để yêu người, và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha. Thế cho nên là chắc chắn rồi, khi mà quý vị nghe những cái ca khúc này, nghe những cái giai điệu này, thì Linh mong là quý vị sẽ cảm nhận được cái tình yêu đời thiết tha và tình yêu người thiết tha mà Linh muốn gửi tặng. Linh hy vọng là mọi người đã có một buổi tối thứ bảy với những cái cảm xúc nhẹ nhàng, mộc mạc giản dị thôi, nhưng mà là tình cảm chân thành của Linh gửi đến tất cả những ai đang xem video này. Mong là chúng ta sẽ rất là nhanh thôi, chỉ một hai cái thứ bảy nữa thôi là chúng ta sẽ được quay trở về với nhịp sống bình thường. Và Linh mong rằng Linh sẽ được gặp gỡ thật nhiều những người bạn, không những là những người bạn thật ở ngoài đời và cả những người bạn trên Facebook nữa, trên những cái hành trình sắp tới, chẳng hạn như là hành trình, chẳng hạn như là Zuka đi và hát, hay là những hành trình tình nguyện mà Linh đã theo đuổi trong suốt 10 năm nay, và cả những hành trình khác mới nữa, đúng không ạ? Mong là Covid sẽ sớm được đẩy lùi và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau khám phá những cái chân trời mới, những cái hành trình mới, và có được những cái cảm xúc mới qua những qua cái sự chắp cánh của âm nhạc. Đôi khi chỉ là những cái buổi tối mộc mạc như thế này, ngồi uống trà và cùng hát nghêu ngao với nhau một vài bài để truyền cho nhau một chút tình yêu, một chút năng lượng cuộc sống. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người, tất cả mọi người vào tối thứ bảy tuần sau tại các kênh của Thái Thùy Linh. Xin cảm ơn, chúc ngủ ngon.